Chào các bạn, mỗi người đều có sở thích mà phải không? Thì có người làm YouTube nè, có người quay clip nè, có người hát ca nhạc nè, có người đi ngắm cảnh và có người thì thích ăn uống, sau đó lại quay clip lại giới thiệu các quán ăn, các tiệm vỉa hè ngon, độc đáo, mới lạ cho các bạn. Thì mình cũng có sở thích đó, đó chính là mình thích mua sắm. Nhưng mà đồng thời mình nghĩ nếu mình mua sắm mà mình làm được cái gì đó nó thiết thực hơn nữa thì cũng tốt hơn. Trước đây khi mình mua sắm về là số là mình tới tận nơi rờ thấy xem rồi quyết định mua, đó là phương pháp mua cổ điển truyền thống rồi. Bây giờ thì nó là thời công nghệ mà sẽ có phương pháp mua qua mạng, tại vì có nhiều shop á, bán đồ rất là đẹp nhưng mà người ta quá xa chỗ mình ở đi, chẳng hạn ngoài Bắc nè, miền Trung nè, hoặc là trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng là ở tuốt quận 11 chẳng hạn, quận 12 nữa, hoặc là Tân Phú, Bình Chánh, Nhà Bè, mình không thể nào tới tận nơi đó. Mà những shop như vậy thì thường ở những nơi xa xôi thì họ thường muốn bán được số lượng nhiều thì họ sẽ nhận cái chiết khấu ít và họ sẽ bán với giá rẻ hơn. Thì mình là người mua, mình cũng muốn được mua với giá rẻ hơn và món đồ mình thích chứ. Thì trước đây thì không có chuyện đó, thường phải tới tận nơi thì rất là xa và tốn công thời gian, đâu phải ngày nào cũng thể đi được đâu, còn chưa kể nắng gió mưa nữa chứ. Nhưng bây giờ thì có những trang web mở ra những cái chợ ảo giống như là Chợ Tốt nè, GetIt nè là mới nhất đó nha, rồi những web bán hàng như là Shopee, Sen Đỏ nè, Lazada nè, Tiki nè sẽ khiến cho chúng ta có thể tiếp cận những cái nhà bán. Và nhà bán cũng thể tiếp cận những người mua tiềm năng vậy đó. Thì mình mua rất là nhiều thứ, thì khi mình mua nhiều như vậy thì ở trên mạng được cái là giá rẻ các bạn, nhưng mà không có sờ tận tay xem tận mắt và mua ngay lúc nóng hổi luôn, phải chờ chuyển qua một thời gian chuyển phát nhanh và ngồi đợi mòn mỏi. Thì không biết cái shop của mình mua có uy tín hay không, hàng có được hay không, tại vì nhiều khi mua rồi mà cái vấn đề đổi trả nó cũng mỗi nơi mỗi khác, giống như Chợ Tốt thì coi như là tự tự người bán với người mua làm liên hệ rồi tới gặp mặt nhau. Chợ Tốt chỉ là một dạng trung gian thôi chứ nó không có chế độ bảo đảm cho cái người mua hoặc là người mua người bán như thế nào. Thì Shopee, Sen Đỏ cũng có, nhưng mà nói chung là quá nhiều shop các bạn, nhiều khi Shopee, Sen Đỏ hoặc Lazada người ta không có thể nào mà kiểm soát hết được, nên đa số mình thường hay bị hàng lầm. Hàng lầm có nghĩa là nhiều khi nhận hàng một đằng, nhìn hình một nẻo mà hàng cũng không có chất lượng giống như trong hình, hoặc là khi hình đưa lên đã Photoshop rồi cho nên khi bán ra mình hụt hẫng chẳng hạn. Và cái giá tiền nhìn thì rất là đẹp đẽ vậy đó, nhưng mà khi nhận được hàng nhưng khi họ lại đưa hàng chứ chất lượng không tốt, giống như quần áo thì lại mỏng da mỏng vét, không thể mặc được, nhìn ở trên thì dày cộm, chứ khi mà nhận ở trên trên mạng về các nhà chuyển phát nhanh về thì lại thấy trời ơi sao mà nó mỏng thế này, mặc vài ngày thì nó sùi lông thế này, cho nên khổ cái như thế đó. Thì ở đây hôm nay mình cũng có mua vài món rồi mình giới thiệu cho các bạn để xem, trong có những cái món các bạn thích đó ở các nơi nhà bán hàng cung cấp đó, thì có tạo được cái uy tín hay không. Thì thông qua ha, đây là shop gì đây, đây là shop SCCT cổ phần công nghệ Sen Đỏ 170 quốc lộ 1A Hồ Chí Minh đây. Ôi chà. Nếu mà chúng ta đã mua đồ mặc nè, đồ xài nè, vậy thì có bạn nào mua cả cháo nữa, vậy thì có bao giờ bạn thử mua sữa tắm chưa? Tại nhiều khi sữa tắm thì mọi người ít mua, tại vì mọi người nghĩ rằng đi tới các siêu thị nè hoặc các tạp hóa gần nhà mua thì tiện hơn. Thì ra bây giờ chỗ nào vẫn có tạp hóa gần nhà rồi, có gần chả có siêu thị ở gần nhà, nhưng mà nếu mua ở trên mạng thì sao ha? Thì mình bây giờ mình cũng thử mua này nè các bạn. Thì cũng không phải là mình làm chuột bạch thí nghiệm đâu, thật ra thì mình cũng được cũng thử mua mấy lần rồi mà cảm thấy rất ok. Đây có vẻ hơi tối ha, mình lấy bớt đồ ra cả núi. Đây là sở thích của mình, thích mua sắm, nhưng mà mình cũng không có mua cái gì nhiều, đa số là phục vụ cho cuộc sống thôi. Đây tại vì mình ngồi trong phòng quay cho nên nó không có ánh sáng lắm, phải bật đèn. Đây là sữa tắm, thì sữa tắm này mình cũng thấy ở trong cốc mát nè, hoặc là ở Bixxer nè. Đây là sữa tắm Amon nè, đây hai chai. Thì hai chai này mình mua khá là cũng trong cái đợt sale khuyến mãi ở trên Shopee, cho nên thì mình thấy rất là ok nên mình mua về đây. Thì tại vì Shopee đa số là có Shopee Mall nè, Sen Mall nè, Lazada Mall nè,
Thì những cái nơi đó được những cái uy tín của cái trang web á, số uy tín cao á, cho nên cái này mình mua có 89 ngàn các bạn. À đó. Rồi, bỏ qua một bên nha. Đây, mình đã xài được nhiều lần rồi mà cảm thấy hàng y như hình nè. À. Và chất lượng thì để mình mở ra xem sao. Thì thường thì chúng ta nhiều khi tiện thể thấy những cái chai này trong siêu thị bán trăm mấy lần các bạn. Ở đây hai chai có 89. Nhiều khi mình cũng muốn mua giá rẻ chẳng hạn thì mình lại ngại. Mà mình cũng thử mấy lần mình thấy sale á, những cái đợt sale quá quá là dữ dằn. Sale gì mà sale kịch sàn, sale đủ thứ, sale sập sàn hay là đeo tận cùng gì đó thì mình cũng thử coi. À, mà mình xài nhiều lần rồi mình thấy là chất lượng rất tốt. Thứ nhất là da nó không có bị mẩn ngứa đỏ. À, gội đầu thì tóc rất là mượt và có mùi thơm nữa đó. Mình mở ra các bạn coi nè. Thì hai chai này mình mua chưa tính 90 nữa, như mỗi chai chỉ 45 thôi đó. Đẹp không thấy? À, mình thấy rất tương tự giống như bán ở trong siêu thị. Đây Amon nè. Ồ, thấy được đó. Rồi, shop này ok nha. Là shop gì đó các bạn? Shop này tên thì đây mình nói đặt ra rồi. Thì tên của shop là shop này là SC City cổ phần công nghệ Sen Đỏ 170 quốc lộ 1A ha. Đây, các bạn nhớ cái tên của shop nha. Rồi, đây là cái gì? Thì quan trọng là đây là giá sỉ. Đây bạn thấy rõ không ta? À, mình muốn phóng to để bạn thấy nó cũng màu đó, của 37 của mình để mình đọc nha. Giá sỉ quần 24 giờ ở Hồ Chí Minh, phường 2 Thảo Điền. Giá sỉ quần thì mình mua ở đây là 101 ngàn. Nó mình mua cái này là lương khô đó bạn. À, thư lương khô là dành cho những cái gì, cái bạn đi phượt nè, là những cái người đi cắm trại nè, họ không mang theo nhiều đồ ăn cồng kềnh để tránh nặng thì họ sẽ mang theo lương khô để mà vừa đảm bảo thuận tiện khi đi và nhẹ nữa. Thì mình có mua thử để mình coi ăn như thế nào. Thì lương khô này là của Việt Nam, có hai loại lương khô Trung Quốc và lương khô Việt Nam. Thì tất nhiên mình đâu có dám ăn đồ Trung Quốc đâu các bạn, anh mua toàn bộ là lương khô Việt Nam hết á, để mình ngồi mình nhai á rồi cho các bạn thấy cái mùi vị nó sao nha. Đây lương khô đây thì mình thấy hàng cũng y như hình á. Thì cái chỗ này là giá sỉ quần 24 giờ nha. Tại vì con Oppo của mình cũng nản lắm rồi, mình sẽ phải thay nó thôi. Tại vì cái ống của nó mình quay cái độ full HD đó mà nó còn như thế này đây. Rồi à, hay ha. Này cái gói nhỏ xíu này gì đây, cái này thì mình mua nước ngoài. Khổ cái là ở nước ngoài thì nó không có để tên shop các bạn, coi như cũng xong luôn. Cũng mua nước ngoài cũng khó giới thiệu các bạn lắm tại vì nó không có tên shop. Cái này mình thấy mua nước ngoài thời gian đợi lâu các bạn, một cái đó khoảng 10. Thì cái này là mình mua cái ống á, cái đồ gắn vô điện thoại đó các bạn. Đây cái này là mình sẽ mua những cái ống nhòm một mắt đó. Cái này là gắn vô điện thoại thế này nè đó. Đó, gắn lên điện thoại này rồi mua cái ống nhòm để mà phóng đại ra khiến cái điện thoại thành một cái máy chụp hình chuyên nghiệp đó các bạn. Thì cái này mình mua ở shop nước ngoài đó, rồi gắn vô điện thoại thế này rồi có thể điều chỉnh tele đi qua đi lại để vừa cái ống rồi gắn nó trên đây nè đó. Đó cái lỗ đi, chụp hình ở đây nè rồi gắn nó vô. Nhưng mình cũng không hiểu là nếu mà camera card kép thì sao ha. Đó cho nên đó, cho nên nếu mà mình mua cả một bộ luôn, ở Việt Nam bán là 200 mấy á, nhưng mà mình tách rời mình mua cái ống riêng như đó đã gắn ở chỗ này nè đó, gắn vô chỗ này đó, mình cứ đều điều chỉnh cái này nó sẽ qua đây để nó vừa khít với cái camera ở đây. Rồi đó mình gắn cái ống nhòm vào đây, nghe nó có ống nhòm chụp xuyên tường các bạn. Nếu gặp thần tượng á, mặt thần tượng đứng ở xa xa thì sao. Cho nên mình cũng trang bị để sau này lỡ gặp được người nổi tiếng á, hơn mà thì mình phải có chụp được những khoảnh khắc đó. Thì shop này ở nước ngoài bạn ơi, không có mua cái này cũng rẻ, đây là phụ kiện riêng có 64 ngàn mà thôi, 65 ngàn luôn. Thì còn mua thêm cái ống khoảng 70 ngàn nữa, tính ra hai cái vậy khoảng 130 là quá rẻ rồi các bạn. Còn ở trên shop bán mà nhộm nhóm giống như là
cả nguyên một bộ như vậy á, thì nó là tới 270 lần. Còn cái này á, mình mua ở đây là mình mua thuốc à, trời nắng mưa gió đó, mình mua thuốc đây ở Minh Toàn Center ở Nam Định. Thấy chưa, shop này xa quá mà, ở miền Trung luôn các bạn. Thì đa số là uy tín là thôi mà các bạn ơi, chứ nhiều khi mình phải mua phải shop đểu, giống như mình mua muốn carbon dán điện thoại á, tới tận bây giờ mà shop mình liên hệ là cũng không, shop cũng không thông, không có hướng giải quyết gì cho mình hết á, thì mình cũng bực bội lắm. Đây cho nên gặp những shop đểu vậy thật là mệt. Đây tên của shop nè, chà to bự ha, dễ ha, Minh Toàn Canter nè. Cái này thì mình mua trên Sen Đỏ đó các bạn. Sen Đỏ các bạn thấy cái shop, tên shop thì yên tâm ha. Mình ôi trời, ủa nó gửi cho mình cái gì đây? Ủa, mình mua pharmacy mà sao gửi cho mình cái đồ của em bé vậy cha? Trời ơi cái shop này nữa, trời đất ơi, mình mua viên thuốc bổ pharmacy của người lớn, ổng gửi con gấu bun cho mình bó chai luôn, ăn ngon ngủ tốt, bị bệnh gì không trời? Mình đặt thuốc bổ người lớn, ổng để cho mình BDE ba bi. Rồi, thấy chưa, shop mình đàn anh trời nè các bạn, cũng phải cẩn thận inbox với shop ha. Còn mua shop mà nhiều khi mua đặng đường con gấu buôn nẻo, shop này là chuyên gia bán thuốc. Mình được đưa ăn ngon ngủ tốt mà, chắc mình cho bé nha, mình uống thử coi nó ăn ngủ tốt hay ăn ngon gì không. Nào sợ cái Minh Toàn Kinh Trơ này luôn, cặp tên shop này ra các bạn đó, đặt đằng nẻo cái ổng, đường nẻo ra bó chai ổng luôn. Còn shop này là Clever Mart, đây shop này mình mua cũng mấy lần rồi, đa số số là mình mua mấy chậu trồng cây nhỏ nhỏ mini cũng là ở trên shop này nè các bạn. Thì shop này đã tận Hà Nội luôn á, thì mình ở đây thì mình mua lọ sơn chỉ gạch và cáp USB Hoco 2 m. Đây. Thì lọ sơn chỉ gạch này lọ sơn gì? Cái gạch men cũ nhà bạn nào cũng có cái đường chỉ gạch á, cái đường ở dưới gạch men á, nó thường để lâu nó sẽ bị xỉn màu và rất là xấu, nên mình mua cái chai này để mà mình vẽ lại cái chỉ gạch đó vào cái mùa ngày Tết á, cho nó đẹp, nó mới, tự dưng cái màu chỉ gạch nó mới lên á, thì tự dưng thấy cái nhà mình nó sáng lên, nó mới liền à, cho nên bây giờ nó cũng hot lắm đó các bạn thấy không. Đây những cái chỉ gạch nè đó, một thời gian sau thì nó sẽ cũ và xỉn màu, mình chà chỗ này cũng khó lắm, đa số nó không đẹp giống vậy nữa. Thì mình lắp cái mỏ cái này có cái ống nè, nó cái chai nè đó, mình lắp vô cái, mình lắp vô cái mình xì ra để các chỉ vạch này mình trắng mới lại như cũ ha. Thì người ta có cho mình cái mỏ của cái ống ở đây. Rồi đó, đây là cái cáp sạc Hoco của micro USB dài tới 2 mét. Rồi các bạn nằm ở chỗ, nhiều khi cái chỗ ổ điện cắm của mình nó xa, mình có thể nằm cách nó 2 mét mà vẫn có thể sử dụng liên tục để sạc pin để chiến. Đây, mình cũng mới đặt mua đây rồi. Rồi, để coi còn gì. À, còn cái bự chà bá lửa nè. Rồi, đây, shop này cũng được lắm, Clever Mắt nha các bạn. Ok. Thấy giao hàng đúng như hình đó là yên tâm rồi, không giống với ông Minh Toàn xem chờ nữa nữa. Đặt đằng ông đưa cho mình cái cốm bổ con nít mới ghê. Rồi cái shop này là shop chỗ nhỏ xíu Hải Nguyên. Chắc các bạn cũng không thấy nổi tên shop này đâu. Hải Nguyên 2409. Không bé quá các bạn ơi, mà cái máy của mình nó hết biết từ gì để nói nó nữa. Mình mua đủ thứ trong đây để mình xem qua. Thì shop này ở ngoài Bắc rồi. Ơi, nhiều khi mua thì cũng hồi hộp lắm, được cái này cũng mất cái kia, tới tận nơi mua thì được cái mình mơ tốn thời gian với tốn giờ ngoài đường kẹt xe với quá, mình thật sự cũng không muốn đi ngoài đâu mà ơi. Thật ra nhiều khi ngoại trừ phải đi ra ngoài làm việc hay là gì đó, hay là giải quyết công việc gì đó, chứ giờ trời ơi, đi ra ngoài đường mà mỗi ngày chạy á, thì mệt luôn á, kẹt xe kẹt gì mà kẹt từ sáng đến chiều, nên nói chung là bị quá tải ở thành phố Hồ Chí Minh này rồi. À đây mình cái miếng này là cái miếng dùng để ủi đồ,
Đây là cái phễu gấp gọn và cái miếng này là ủi đồ. Cái này là cái vòi nút rượu van á, khi mình mở những cái chai rượu á, hoặc là những cái chai bia mà mình uống không hết á, mình có thể dùng cái nao nút này nè để nó đóng lại. Ủa có tiền trong đây vậy? À chắc thiếu một món đồ rồi shop gửi gửi tiền để bù lại. Rồi, nói chung là đầy đủ. Còn cái miếng này nè là miếng gấp đồ các bạn, bạn có thể mua về để mình gấp đồ cho tiện, sẽ rất là đẹp, hoặc là có hướng dẫn sử dụng, hoặc là để cho các em nhỏ biết tập xếp đồ đó, cũng rất là tốt đó các bạn. Nói chung là đầy đủ, shop này cũng ok. Shop này có giải quyết một cách thiếu đồ thì có gửi lại tiền cho mình, là shop Hải Nguyên 2409. Đây, cái chữ thì hơi nhỏ mà cái điện thoại của mình thì bó chai luôn. Vậy thì ha, cảm ơn các bạn nhiều nha.